Nối tiếp series Rimuru chinh phục khoảng không vũ trụ phần 2, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng sau khi Rimuru cùng với các thuộc hạ quay trở về thế giới cũ chính là Nhật Bản với 3 mục đích. Thứ nhất, chính là đi tìm phần tối của Nâu để đánh bại hắn ta hoàn toàn. Và thứ hai, chính là muốn cho một số các thuộc hạ tham quan thế giới của mình. Và thứ ba, chính là Ri muốn quay trở về và cảm nhận lại những kỷ niệm xưa kia khi Ri từng là Satoru Mikabe. Mặc dù là cậu biết rằng khi quay trở về thế giới cũ cùng với các thuộc hạ thì sẽ có rất là nhiều rắc rối xảy ra. Và quả đúng như cậu đã dự đoán từ trước, khi chính Sion là người đầu tiên gây ra rắc rối cho phòng bếp của một nhà hàng cực kỳ sang trọng mà cả nhóm Rimuru đã đến thưởng thức sau khi trở về thế giới cũ. Sion sẽ gây rắc rối gì đến cho Rimuru thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 2 của ngày hôm nay nhé. Khi nhóm các thuộc hạ cùng với Ri đã có tiền cũng như thay đổi đồng phục thì bọn họ đã quyết định việc đầu tiên cần phải làm chính là ăn uống. Đúng là chủ tịch của nhà ta, một người rất biết cưng chiều các thuộc hạ của mình, Ri muốn cho các thuộc hạ sẽ được tận hưởng những món ăn độc lạ và sang trọng khi ăn trong một nhà hàng. Một phần là Ri cũng muốn Suna và Sion sẽ học được cách trang trí cũng như là phong cách nấu của các đầu bếp ở thế giới cũ của mình. Sau khi bước vào trong nhà hàng với một số lượng người nhiều đến như vậy đã làm cho tất cả những khách hàng đang ngồi bên cạnh phải kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc là bởi vì màu tóc và số lượng đông người của nhóm Ri, nào là tóc vàng, tóc xanh, tóc tím, tóc hồng. Cũng có nhiều người nói là nhóm của Ri là một nhóm ăn chơi. Cũng có người nói rằng đây có thể là một nhóm hề hay một nhóm làm phim gì đó. Bọn họ nói như thế thì cũng đúng thôi. Bởi vì ở thế giới cũ của Ri, đa phần ai ai cũng có màu tóc là đen. Rất hiếm khi có những người có tóc đủ màu đến như thế trừ khi là đi nhuộm. Nhóm của Ri vì số lượng quá đông nên nhà hàng đó đã đưa tất cả vào trong một căn phòng VIP riêng biệt để có đủ không gian ngồi cho tất cả. Ở đây, Ri đã yêu cầu rằng bọn họ sẽ trả thêm tiền và Ri mong muốn tất cả sẽ được nhìn tận mắt các đầu bếp ở đây nấu nướng. Và yêu cầu của Rimuru đã được chủ tiệm đồng ý. Suna và những thuộc hạ khác thì đang rất là hào hứng. Nhưng bỗng dưng, Ri ngó nghiêng xung quanh thì cậu lại không thấy cô nàng Sion ở đâu. Rồi trong lúc đấy, một tiếng kêu đến từ phòng bếp của nhà hàng đã vang lên. Những thứ này đều là dụng cụ nấu ăn ư? Này, đám các người đưa đây, cho ta mượn. Có được những thứ này, ta sẽ nấu cho chủ nhân ta được một món thịnh soạn. Nào, cho ta mượn cái nồi, cho ta mượn cái dao nào. Giọng nói mà tất cả mọi người nghe được. Đúng thế, chính là của Sion. Cô nàng đã quá háo hức khi chính mình đã thấy một phòng bếp lại đầy đủ tiện nghi và những thứ gia vị kỳ lạ đến như vậy. Chính vì lý do đó nên Sion đã vô cùng phấn khích. Ấy vậy nhưng, chính Sion lại không hề biết mình làm như thế sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân của mình. Lập tức, Rimuru đã hoảng hốt. Ri tức tốc lao đến phòng bếp rồi sau đó xin lỗi tất cả mọi người thay cho Sion. Ri nhìn Sion với ánh mắt giận dữ đã làm cho Sion hoảng sợ. Sion đã tự hiểu ra hành động của mình mà. Cô cúi mình xuống rồi sau đó xin lỗi những người nấu nướng. Thế rồi lập tức, bữa tiệc ăn uống ngày hôm đó đã có một anh chàng đầu bếp cùng kỳ khôi ngô bước ra. Anh chàng đó đã biểu diễn những màn nấu ăn cực kỳ đỉnh cao trước mặt tất cả. Các thuộc hạ đã được thưởng thức những món ăn vô cùng độc lạ và ngon miệng. Nhưng trong bữa tiệc đó, chỉ có duy nhất một người là không được thưởng thức nhiều món ăn, đó chính là Sion. Vì cô đã quá mải mê nhìn vào tay nghề nấu nướng của anh bếp trưởng kia. Đến tội cho cô nàng Sion của chúng ta, đam mê là bất diệt cơ mà. Sau bữa ăn, lúc đấy tất cả đều đã nạp đủ năng lượng cho cơ thể của mình. Thì chính lúc đó, Ri nhìn các thuộc hạ thì có vẻ như bọn họ, ai nấy đều đang rất là tò mò về những thứ mà bọn họ nhìn thấy ven đường. Đương nhiên, nếu đi chung với chính Ri thì chắc chắn sẽ phải làm bọn họ mất đi sự thoải mái. Vậy nên, Ri đã cho phép bọn họ tự do di chuyển tham quan mua sắm, còn mình sẽ đi kiếm nơi ở như trọ hay chỗ nghỉ ngơi cho tất cả. Nhưng nếu để cho một đoàn quân đi với số lượng đông đến như vậy thì sẽ gây chú ý, nên Ri đã chia nhỏ các nhóm ra. Mỗi nhóm, Ri sẽ để một người có khả năng lãnh đạo nhất để quản lý những thành viên tinh kịch. Nhóm đầu tiên là bộ ba nguyên thủy Testarossa, Anthuma, Carrera sẽ do Diablo quản lý. Nhóm thứ hai là Kumara, Sion, Benimaru, Sawe sẽ chung một nhóm. Nhóm thứ ba là bốn lõi vũ trụ khởi nguyên Zico, Misa và Sokai sẽ đi chung với Ramirez và Veldora. Có bốn người này ở bên, chắc chắn Veldora sẽ không dám phá hoại đâu. Còn hai người cuối cùng là Moss và Zegion. Hai người này đã quyết định đi theo Rimuru. Đương nhiên, Suna đã chia cho mỗi nhóm một số lượng tiền tương ứng để bọn họ có thể mua sắm mọi thứ. Ri đã hẹn sau khoảng 3 giờ đồng hồ, tất cả sẽ tập trung ngay tại nhà hàng cũ này. Hoặc nếu như Ri kịp thời tìm kiếm được nơi ở, thì cậu sẽ liên lạc với tất cả. Và rồi sau đó, cuộc dạo chơi của các thuộc hạ tại Nhật Bản đã bắt đầu. Nhóm của Rimuru trên đường đi cùng với chủ nhân Moss và Zegion, hai người họ cực kỳ vinh dự khi đây là một lần hiếm hoi bọn họ được bên cạnh chủ nhân mà không phải là chiến đấu hay nhiệm vụ. Zegion với hình dạng bọ cánh cứng nói với Ri: "Thưa chủ nhân, trước đây cuộc sống của ngài như thế nào?
Còn ở đất nước này, nếu không có ma vật hay những sinh vật có khả năng chiến đấu, vậy thì những người ở đây, nếu lỡ xảy ra chiến tranh, thì bọn họ sẽ làm cách nào để có thể chiến đấu được à? Moss cũng lên tiếng. Đúng đấy, thưa Rimuru-sama, thần cũng rất tò mò về cuộc sống ở đây của ngài. Ở đây có rất là nhiều thứ mới lạ, những thứ công cụ lạ lẫm. Có phải chính ngài đã đưa những thứ này đến nơi ở Tensura của chúng ta đúng không à? Rimuru nhìn hai thuộc hạ và mỉm cười. Lúc trước, cuộc sống của ta rất là bình thường, rất là đời thường luôn đấy. Ta ngày ngày đi làm kiếm tiền, về nhà xem phim, đọc manga. Cuộc sống phải nói rất đỗi bình dị, nhưng có một chút buồn phiền. Ta không có nhiều bạn bè, cũng như một người bên cạnh. Chính lúc ta đến với Tensura và trải qua thời gian gặp gỡ các cậu, đó chính là niềm vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta đấy. Cả hai nghe xong thì bọn họ đã tủm tỉm mỉm cười với sự hạnh phúc vô bờ. Khi chủ nhân mà bọn họ kính yêu là suy nghĩ về bọn họ như vậy, Ri tiếp tục giải thích. Chiến tranh ư? Có chứ, Nhật Bản cũng đã từng xảy ra chiến tranh. Ở Nhật Bản sẽ có những đội quân được huấn luyện bài bản trong quân sự để có thể chiến đấu. Bọn họ được luyện tập thể hình, sức mạnh, cơ bắp, thể lực, sử dụng những vũ khí như súng đạn, được huấn luyện trong những bài tập khắc nghiệt để chiến đấu. Phong cách chiến đấu của con người ở đây rất khác so với thế giới của chúng ta đúng chứ? Thật ra cũng không hẳn là khác đâu. Như Carrera cũng sử dụng súng này, nhưng những thứ vũ khí ở đây sẽ được tính toán bằng máy móc và cải tiến hơn rất nhiều, chứ không phải sử dụng đến mana đâu. Dù thời kỳ hòa bình đã đến từ rất lâu, nhưng hiện giờ quân đội vẫn luôn được huấn luyện như một môn học đấy. Sau khi đi được một hồi lâu, cũng như cùng trò chuyện cùng cả Moss và Zegion, thì cả ba người đã đi qua rất là nhiều nơi như villa, khách sạn, nhà trọ hay những căn nhà được bán. Nhưng gần như không có nơi nào làm cho Ri cảm thấy ưng ý. Tiêu chí của Ri là một ngôi nhà nhiều tầng, nhưng không quá nổi trội, ở một nơi vừa kín đáo nhưng lại dễ cho việc tham quan và đi chơi của các thuộc hạ và Ri. Tuy nhiên, tất cả những nơi mà Ri đi tham quan thì gần như Ri không hề ưng được một căn nhà nào cả. Cho đến lúc Moss đã hiểu được ý của chủ nhân và cậu đã tìm được một căn nhà hợp ý với Ri. Một căn nhà nằm trong một con hẻm nhỏ ngay trung tâm của thành phố Tokyo. Chỉ cần bước ra con hẻm thì nó sẽ đến trung tâm của Tokyo, một nơi rất là thích hợp để làm nơi ẩn trú. Thế là ngày tức khắc, Ri đã vô cùng mừng rỡ. Cậu đã đến thương lượng giá cả với người bán căn nhà, rồi sau đó thành công mua được căn nhà làm nơi ở. Một căn nhà mà lúc trước cậu có thể đã từng mơ ước đặt chân vào một lần. Một căn nhà sạch sẽ, đơn giản nhưng cũng rất là sang trọng, một nơi vô cùng ưng ý với chính Rimuru. Căn nhà bao gồm có 5 lầu, một lầu có đến 6 phòng, tương đương với căn nhà có đến 30 phòng, đủ để cho tất cả các thuộc hạ, ai ai cũng có cho mình một căn phòng riêng. Thế rồi, lập tức Ri đã liên lạc với các thuộc hạ rằng sau một thời gian khi đi tham quan mua sắm xong thì sẽ đến vị trí mà Ri đã cho bọn họ biết. Và rồi sau 3 tiếng đã có nhóm đầu tiên trở về, đó chính là nhóm của Benimaru. Vừa mới mở cửa ra thôi là chính Ri đã vô cùng thẫn thờ khi cả 4 người này đã mua một đống dụng cụ quần áo. Với Sion, gần như tất cả đều liên quan đến dụng cụ nấu nướng. Với Suna thì rất là nhiều vải, quần áo, đủ các thể loại style. Và có vẻ như đống quần áo đó không phải để cho Suna mặc mà Suna mua để đổi phong cách ăn mặc cho chính chủ nhân của mình. Benimaru thì là một đống katan và một số vũ khí đạo cụ, thánh Sawe cũng như thế. Đúng là cho dù có đi đến đâu thì tính cách của bọn họ vẫn không thay đổi. Một lúc sau, nhóm của Diablo cũng đã trở về. Vâng, nhóm này thì đỡ hơn một chút. Ba cô nàng thủy tổ đã quen với phong cách ăn mặc là một bộ đồng phục chung của cả ba rồi, nên bọn họ chỉ đi tham quan và thưởng thức những món ăn mà thôi. Diablo thì liên tục hứng thú với tất cả mọi nơi. Anh đã tranh thủ mọi thời gian cho đến từng giây, từng phút để ghi nhớ mọi thứ mà Diablo đi ngang qua. Diablo tự suy nghĩ rằng đây chính là mọi thứ mà chính chủ nhân của mình đã từng đi qua cũng như từng ở, nên Diablo muốn mình cũng sẽ trải nghiệm lại sống với chủ nhân của mình. Và rồi sau một lúc, chỉ còn lại nhóm cuối cùng chính là nhóm của Veldora. Tưởng là có 4 lõi vũ trụ khởi nguyên thì nhóm đó sẽ về sớm nhất, nhưng không, nhóm đó lại là nhóm làm Ri đau đầu nhất. 4 lõi vũ trụ khởi nguyên đã chìm đắm vào cái rạp chiếu phim về vũ trụ, về những thứ liên quan đến thiên hà, đến nỗi Ri phải đến tận rạp phim đó gọi về. Ramirez thì chỉ sau một lúc đi thôi, bà chị này đã biết đường về, nhưng lúc về bà đã đem một đống đồ chơi máy móc xe cộ mang về. Nhìn cái cảnh này thì mọi người cũng biết chủ tịch của nhà ta đã phải đau đầu đến mức nào rồi đúng không? Rồi còn người cuối cùng hiện tại chưa về đến nơi, đó chính là con rồng Wibu Veldora của chúng ta. Còn con rồng này ở đâu thì khỏi nói, chúng ta cũng biết chứ nhỉ. Veldora đã bước vào một tiệm manga lớn, rồi con rồng này đã đe dọa ông chủ cửa tiệm, rồi sau đó ngồi đọc những cuốn manga một cách ngon lành mà không trả tiền. Ri lắc đầu, cậu đã chạy đến hẳn tiệm manga để lôi ông rồng Veldora quay trở về. Một khoảng thời gian khi tất cả đã có mặt đông đủ, Ri đã giới thiệu cho tất cả rằng đây chính là nơi cư trú của tất cả mọi người. Ở đây có đầy đủ cho tất cả mỗi người một phòng, có đầy đủ những tiện nghi cần thiết. Thế rồi, chủ tịch của chúng ta đã dành một chút thời gian để hướng dẫn cho tất cả sử dụng những thứ thiết bị điện tử hiện đại như TV, tủ lạnh,
bếp lửa, máy lạnh, quạt điện, làm cho tất cả ngạc nhiên thẫn thờ khi bọn họ tưởng rằng đó chính là ma thuật được tạo ra. Mỗi căn phòng bọn họ có quyền trang trí và thiết kế lại phong cách theo phù hợp từng sở thích của từng người. Thế rồi một lúc sau, khi tất cả đã hiểu rõ một chút về mọi thứ, thì bọn họ đã quay trở về từng phòng riêng của mình. Đương nhiên, căn nhà này đã được gắn một lớp kết giới vô hình, chỉ cần ai rời khỏi nhà là Rimuru sẽ biết ngay. Các thuộc hạ đã trở về phòng, hiện giờ người còn lại chính là Rimuru. Căn phòng của cậu được nằm ở lầu cao nhất là lầu 5, nó thông với một cái cửa sổ để có thể ngắm nhìn được thành phố. Nhìn vào chiếc giường đầy êm ái, cậu nằm xuống với một tâm trạng thoải mái. Đúng, đây chính là cảm giác của thế giới ta từng sống. Xiao, chắc cô không thể hiểu cảm giác này là gì đâu nhỉ? Xiao trả lời, thưa chủ nhân, em biết rằng ngài đang rất thoải mái. Ngày hôm nay, ngài cũng đã mệt mỏi rồi, nên ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ. Mọi thứ như bảo vệ hay chuyện các thuộc hạ cứ để em lo. Ngài hãy tận hưởng một giấc ngủ như một con người trước kia đi ạ. Dù biết là Slam có thể không cần ngủ, nhưng Ri muốn có một giấc ngủ như thế, nên cậu đã được Xiao giúp đỡ rồi. Sau đó, Ri đã chìm vào trong giấc ngủ một cách vô cùng thoải mái. Những ngày sau đó, các thuộc hạ tiếp tục trải nghiệm cuộc sống như một con người bình thường của thế giới này. Bọn họ bắt đầu làm mọi thứ như một con người bình thường, tham gia vào những môn thể thao mà trước kia bọn họ đã từng được chính chủ nhân của mình cho tổ chức, như đấu vật, bóng chày, đá bóng, vân vân và mây mây, hay cách sử dụng điện thoại, máy tính và rất nhiều các vật dụng khác. Trong số các thuộc hạ thì đã có một người đã tự tìm kiếm cho mình được công việc đầu tiên, chính là Suna. Cô đã xin phép Rimuru tham gia vào một tiệm học chuyên về thời trang, quần áo. Đúng là Suna của chúng ta, một cô gái thông minh, ham học, thùy mị nên là vô cùng. Những ngày tiếp theo đó, Rimuru nhìn các thuộc hạ thì cậu đã nhớ đến các thuộc hạ đang ở lại Tempest. Có lẽ bọn họ cũng rất muốn qua thế giới cũ của mình, nên Ri quyết định sau vụ việc lần này cậu sẽ thay đổi và dẫn những người ở đó qua thế giới của mình. Ri nhìn vào những ngày tháng bình yên, Rimuru suy nghĩ. Này Xiao, mọi thứ bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu? Tên đâu đó tại sao lại chọn thế giới cũ của ta để ẩn náu cơ chứ? Và hiện giờ hắn ta đang ở đâu? Lúc trước khi ta tiêu diệt hắn, chúng ta có thể biết được vị trí chính là thế giới cũ của ta. Nhưng giờ manh mối lại hoàn toàn biến mất. Có phải hắn ta đã đổi địa điểm hay nơi khác rồi không? Xiao trả lời. Thưa chủ nhân, không đâu ạ. Em chắc chắn là hắn ta đang muốn làm điều gì đó, cũng như việc hắn làm sẽ liên quan đến thế giới cũ của ngài ạ. Mặc dù Ri vẫn không hiểu tại sao Xiao lại chắc chắn như thế, nhưng Ri luôn luôn tin tưởng cô. Ri thản nhiên ngồi trên cái bàn để đọc lại những cuốn manga mà sau một thời gian đã có rất là nhiều bộ được ra mắt mà cậu chưa được đọc. Còn ở những căn phòng khác thì đã có một số căn phòng đã bị biến dị. Chẳng hạn như căn phòng của Zegeon, căn phòng chỉ sau mấy ngày đã bị biến thành một nơi đầy sương mù, một nơi phù hợp. Hay căn phòng của Ramirez thì đã tràn đầy máy móc, thiết bị robot, xe tăng, thiết giáp đồ chơi. Đúng là không thể làm cho mấy thánh thuộc hạ này đi theo thời đại hiện giờ được. Mọi thứ tiếp tục được diễn ra bình yên như thế, cho đến một vài ngày sau, đã có một bất ngờ cực kỳ lớn đã xảy ra với Rimuru và tất cả mọi người. Khi ngày hôm sau đó, có một vài nhân vật xuất hiện khiến cho Rimuru vô cùng bất ngờ. Chloe, đúng thế, cô đã xuất hiện trước mặt của Rimuru. Không những cô, mà còn có cả nhóm của Kenija, Zota, Gay và Alice. Bọn họ đã xuất hiện, mà đến chính cả Rimuru cũng vô cùng bất ngờ, thẫn thờ và ngạc nhiên. Chloe, sao em ấy lại ở đây cơ chứ? Rõ ràng là mình đâu có nhắc em ấy rằng mình trở về thời giới cũ đâu cơ chứ. Chloe, em ấy có thể trở lại cũng dễ hiểu thôi, tại kỹ năng của em ấy đã được tiến hóa và nâng cấp gần bằng mình rồi cơ mà. Điều đó cũng là hiển nhiên. Nhưng tại sao đám Kenza lại ở đây cơ chứ? Với lại tại sao Chloe biết mà tìm đến đây thế nhỉ? Xiao bên cạnh đã lập tức báo cáo. Thưa chủ nhân, thật ra cái ngày mà chúng ta trở về, lúc đó Chloe cũng có mặt tại Tempest đấy thưa ngài. Nhưng có vẻ Chloe đã bận một số công việc cùng với phía của Luminat và Leon, nên giờ đây cô ấy mới tìm đến đấy ạ. Đến lượt Chloe khiển trách. Sensei, thầy lúc nào cũng như vậy hết, lúc nào Sensei cũng giấu em mọi thứ, thầy không xem em là học trò của thầy nữa à? Chloe nói với Ri bằng ánh mắt có pha một chút tủi thân cũng như một chút khiển trách, nhưng nhìn Chloe lúc này lại vô cùng đáng yêu. Không không, nào có, Sensei cứ tưởng rằng em đang bận nên mới không gọi em đấy. Ri suy nghĩ. Thật ra từ rất là lâu, Ri cũng đã muốn nói cho Chloe cũng như nhóm của Kenza quay trở về thế giới cũ của cùng mình rồi. Nhưng nó sẽ có một vấn đề xảy ra, đó là do bọn trẻ nếu ở dị giới quá lâu sẽ bị ảnh hưởng của mana khi chúng trở lại thế giới này. Điều đó sẽ khiến đám nhóc bị hỗn loạn và sinh ra nhiều vấn đề liên quan đến mana từ cơ thể đám nhóc. Ngoài ra thì đám nhóc đã bị dịch chuyển kể từ khi còn nhỏ sang thế giới khác, nên chúng có lẽ cũng chẳng muốn ở lại lâu khi ở thế giới không xài được đến ma lực này đâu. Bọn chúng hiện giờ thích thú cũng chỉ vì được Chloe dẫn đi, cũng như tò mò về thế giới này mà thôi. Alice lập tức chạy đến bên phía của Rimuru với ánh mắt nhìn rất là lạ lẫm. Rimuru nhìn đám trẻ rồi cậu lắc đầu. Được rồi, vậy mấy đứa hãy ở lại đây một thời gian, nhưng mấy đứa sẽ phải trở lại sớm đấy, biết chưa?
ở căn nhà vẫn có đủ phòng cho tất cả. Thế rồi nhóm của Chloe đã gặp lại các thuộc hạ khác của Rimuru và đám trẻ đã bắt đầu đi quậy phá từng phòng của từng thuộc hạ. Với Chloe, riêng cô nàng thì lại tiến gần đến Ri và cô đã lên tiếng hỏi Ri: "Sensei, có phải thầy trở lại nơi này để xử lý việc gì đó đúng chứ?" Nhìn ánh mắt của Chloe thì Ri cũng đoán được rằng sẽ rất khó lòng để có thể nói dối cô bé thêm nữa, nên Ri đã thừa nhận: "Đúng là không thể qua mặt được em." "Đúng thế đấy, nó có liên quan đến tên nâu mà chúng ta từng giao chiến. Hắn ta vẫn chưa bị đánh bại và hắn ta đang tính toán điều gì đó liên quan đến thế giới cũ." "Sensei." Không cần đợi Chloe phải nói ra, nhìn ánh mắt của con bé là Ri đủ hiểu là Chloe muốn ở lại để giúp đỡ mình. "Chủ tịch nhà ta làm sao đỡ được cơ chứ? Nếu lúc nhỏ thì Rimuru còn có thể khuyên bảo con bé, chứ giờ nó lớn và có sức mạnh như thế này thì Ri làm sao ngăn cản được?" Thế rồi Ri đã đồng ý cho Chloe tham gia vào nhóm cùng với mình và các thuộc hạ. Nhưng nhóm của Kenza sẽ không thể ở đây lâu, bọn trẻ còn quá nhỏ để tham gia vào trận chiến. Ri muốn sau khi vui chơi xong, Chloe sẽ đưa đám trẻ quay trở về và Chloe đã đồng ý. Một thời gian sau, kể từ những ngày tháng yên bình với mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, Dodora thì luôn ở trong phòng ngồi đọc từng series manga, Ramirez thì miệt mài nghiên cứu, nhóm ba cô nàng thủy tổ thì tiếp tục đi tham quan xung quanh, đi hành những tên côn đồ háo sắc trong thành phố Tokyo và ăn những món ăn cũng như trải nghiệm rất là nhiều thứ. Các thuộc hạ khác vẫn đang tận hưởng cuộc sống của thế giới văn minh hiện đại. Cuộc sống đang rất đỗi bình yên. Thì ngày hôm nay, Rimuru đang ngồi ở phòng khách để xem tin tức thời sự. Thì bỗng dưng, Ri đã nghe được một tin vô cùng chấn động. Trên TV, người ta dự báo thông tin nói rằng dạo gần đây, Nhật Bản đang xảy ra những sự biến mất và mất tích đến lạ kỳ. Có rất là nhiều gia đình, người thân từ nhỏ cho đến lớn đã bỗng dưng mất tích một cách bất thường cũng như không rõ tung tích bị biến mất là gì. Chính điều này đã làm cho Ri cảm thấy lo lắng. Ngay lập tức, Rimuru đã nhờ CL quét và sau đó kiểm tra toàn bộ lại thế giới cũ của mình để kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân chuyện này là như thế nào. Thế rồi chỉ trong giây lát, CL đã thông báo khẩn cấp: "Thưa chủ nhân, có vẻ như Nâu đã có động thái hành động nào đó rồi ạ. Thế giới cũ của ngài hiện tại đang được gượng ép kết nối với một thế giới song song nào đó. Nguyên nhân thì không rõ là ai gây ra, nhưng mục đích của kẻ đó là đang chờ thời gian cả hai thế giới va chạm vào nhau sẽ tạo ra một điểm giao nhau để đưa tất cả những người của thế giới của ngài đi đến thế giới song song với mục đích nào đó." "Rimuru, lập tức ngăn cản và hoãn lại quá trình đó ngay. Ngăn chặn và giảm thiểu quá trình làm biến mất đó ngay lập tức." "Tuân lệnh thưa chủ nhân." "Quá trình phân tích hoàn tất." "Quá trình tạo kết giới ngăn chặn hoàn tất." "Thưa chủ nhân, em đã ngăn chặn thành công cưỡng ép dịch chuyển rồi ạ." "Nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, thưa chủ nhân. Chúng ta cần phải đến thế giới song song bên kia để tìm cho ra kẻ chủ mưu đằng sau và triệt hạ hắn thì mới có thể phá giải hoàn toàn cũng như là đưa những người đã bị đưa sang đó quay trở về ạ." "Đương nhiên, kẻ ở đó không phải là Nâu." Ri bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc, chuyện này có liên quan đến phần tối của tên Nâu không thế? Hay lại xuất hiện một thế lực nào khác chăng? Nhưng nếu như đúng là hắn thật, vậy hắn chuyển người trái đất qua thế giới song song đó làm gì? Ri nói với CL. "Ta hiểu rồi, nhưng việc đầu tiên ta muốn cô giúp ta thực hiện đó là hiện giờ thông tin những người mất tích đang làm náo loạn cả Nhật Bản. Nếu để thông tin này được tràn lan ra thêm, chắc chắn Nhật Bản sẽ trở nên nổi loạn mất. Ta không biết âm mưu của kẻ làm ra việc này có phải là Nâu hay không, nhưng trước hết cô hãy giúp ta thay đổi lại thông tin và ký ức của những người đã nghe được thông tin trên toàn Nhật Bản được chứ?" "CL, điều này em làm được, em cần thực hiện luôn không ạ?" "Yes." Lập tức CL đã sử dụng đến kỹ năng chi phối nhận thức trên toàn Nhật Bản để ra xét và chi phối lại nhận thức của những người đã nghe được thông tin. CL đã xóa bỏ những ký ức này đi rồi sau đó chèn vào một đoạn ký ức khác cho tất cả. Quá trình đã thành công. Tiếp theo, để có thể bước sang thế giới song song đó thì Rimuru và CL cần phải đợi đến thời gian mà cả hai thế giới giao nhau, thì lúc đấy cũng là lúc mà Rimuru sẽ khóa chặt lại sự giao nhau đó để bước vào cái thế giới được kết nối song song với thế giới của mình. Mục đích chính là giải thoát cho những người đã bị dịch chuyển qua thế giới đó quay trở về. Và thời điểm đó đã xảy ra vào đúng lúc 12 giờ đêm của 10 ngày tiếp theo. Sự giao nhau đó bình thường chỉ va chạm khoảng chừng một chút thời gian mà thôi. Nhưng giờ đây, nó đã bị CL thắt chặt lại nơi giao nhau của hai thế giới. Thế rồi Rimuru ngày hôm đó đã tập hợp tất cả các thuộc hạ của mình lại và thông báo: "Tất cả nghe đây, từ giờ trở đi, công việc chính của chúng ta quay trở lại thế giới cũ của ta sẽ được tiến hành. Đây là manh mối đầu tiên của chúng ta. Vậy nên, đích thân ta sẽ bước vào thế giới song song này để giải cứu mọi người. Và ta chỉ dắt theo hai người mà thôi, chính là Suna và Veldora." Diablo lập tức phản bác: "Thưa chủ nhân, như vậy quá nguy hiểm ạ. Vậy thì hãy cho thần đi cùng ngài với ạ." Tuy nhiên, Ri đã bác bỏ: "Không, Diablo, tất cả các cậu phải ở lại. Bởi vì thế giới này không có sự tồn tại của tên Nâu, nên ta và Veldora có thể giải quyết được. Chắc chắn hắn ta đang chờ thời điểm thích hợp để thực hiện mưu đồ của mình. Các cậu là lực lượng chiến đấu gần như là mạnh nhất của ta. Ta cần các cậu ở lại để bảo vệ mọi người, bảo vệ thế giới của ta.
Nếu như lúc này chỉ cần một người rời đi thì sẽ rất là nguy hiểm. Những con người ở thế giới này không thể phản kháng, cũng không thể làm gì được với sức mạnh của thế giới chúng ta đâu. Vậy nên ta nhớ tất cả nhé. Còn việc cảm nhận tên nâu xuất hiện thì tất cả đã có 4 lõi vũ trụ ở lại lo liệu. Bọn họ là người đã cận chiến với nâu cùng ta, nên một khi hắn đến gần thì cả 4 sẽ cảm nhận được ngay. Còn tại sao ta lại chọn Suna và Veldora đi cùng thì ta có lý do riêng. Sion, lần này cô hãy ở lại cùng chiến đấu với mọi người nhé. Ta tin tưởng cô đấy. Sion dường như đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Cô nở một nụ cười rất bằng lòng. Cô đã ngoan ngoãn vâng lời, nhưng thực chất là Sion đang hứng thú với cái nhà bếp và nấu ăn cơ. Làm sao bà chị Sion nhà ta lại dễ dàng đến như thế cơ chứ? Ri cũng thừa biết điều này mà. Thế rồi thời điểm đã đến, Rimuru cùng với Suna và Veldora đã bước qua điểm giao nhau của hai thế giới và đi vào bên trong cái thế giới song song đấy. Nhưng chính lúc đấy, các thuộc hạ còn lại của Rimuru ở lại đã cảm nhận được mối nguy hiểm sắp đến với chính bọn họ. Vậy nguy hiểm đó là gì? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, cộng một comment, cộng một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé.